Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chào mừng các bạn đến kênh Hứa Nguyễn nha. Hôm nay mình sẽ cập nhật cửa hàng xe máy của anh Phương Nam. Số điện thoại là 0977 355 248 nha. Các bạn có nhu cầu mua xe gì thì các bạn liên hệ về số điện thoại trên màn hình sẽ gặp chủ để biết thêm chi tiết nha. Rồi em chào chị nha. Dạ. Rồi chị ơi, cho em hỏi cửa hàng của mình là địa chỉ nằm ở đâu vậy chị? Dạ, cửa hàng em nằm gần ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương ạ. Dạ, nếu mà các bạn ở xa lên mà không biết địa chỉ thì liên hệ vào số điện thoại nào để chỉ đường hả chị? Dạ, khách hàng cứ gọi cho số 0977 355 248 hoặc là Zalo là 038 552 4849 ạ. Dạ, rồi cửa hàng của mình là có thủ tục trả góp nào không chị? Dạ, cửa hàng em thì chưa có hỗ trợ trả góp mà có cho vay ngân hàng. Dạ, hỗ trợ vay ngân hàng đó là bao nhiêu vậy chị? Vay ngân hàng thì tối đa được 30 triệu. Dạ. Còn hồ sơ hay cái gì này, nếu mà ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng em trực tiếp tư vấn cho ạ. Dạ, rồi hai chị em bắt đầu vô quay xe cho các bạn xem và báo giá cho các bạn xem nha chị. Dạ. Rồi, đầu tiên mình sẽ quay hàng bên đây trước không nha chị? Dạ. Đây là mới là Sirius. Dạ. Sirius bánh đĩa. Cam thắng đĩa nha. Vậy đời mấy vậy chị? Hôm nay là đời 2009. Đời 9, giá mà để ra là bao nhiêu vậy chị? Em đang để có 9 triệu thôi. Vậy biển số đâu vậy chị? Biển số 61 R26047. Dạ, biển số Bình Dương luôn không chị? Dạ, biển số Bình Dương. Dạ. Dạ rồi mình tới chiếc con rim này đi chị. Super rim. Cái bên là một chiếc Super Rim, em đang để giá 13.500.000. Đời là... mấy vậy chị? Dạ đời không có nhớ được cái số điện thoại rồi. Đời biển số nào chị nhớ không chị? Biển Bình Dương nha, 61B2 14261 ạ. Dạ. Rồi tới con Taurus này đi chị. Dạ, cái bên là một chiếc Taurus biển 84. Bánh cam thắng đĩa luôn. Dạ. Chiếc này em đang để giá 8 triệu. Biển số đâu vậy chị? Biển số 84C100060. 8 triệu không chị? Dạ, 8 triệu ạ. Dạ. Đây là con tới con chiếc Star này đi chị. À, chiếc này là chiếc Galaxy. Ủa Galaxy hả chị? SYM Galaxy. Dạ. Chiếc này biển 61 Bình Dương, em đang để giá 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi, biển số Bình Dương luôn. Dạ rồi, con này là Galaxy luôn hả chị? Kế bên là một chiếc Galaxy luôn. Dạ. Chiếc này là em đang để 8 triệu. 8 triệu. Dạ. Chị biết số đâu chị biết chị? Biển 68B121815. Dạ, biển số Kiên Giang luôn nha. Dạ rồi, tới con chiếc này có bán không chị? Có, chiếc Liberty. Liberty đợt này thì em đang giảm giá, mỗi chiếc giảm thêm 1 triệu nữa. Chiếc này bữa trước em bán 14 triệu, hôm nay em bán giảm giá 1 triệu là còn 13 triệu nha. Dạ, 13 triệu cho một chiếc Liberty. Dạ. Nghe biển số 93 Bình Phước luôn. Đó. Tới chiếc bên đây là chiếc gì vậy chị? Đây là chiếc Vespa đời 2009. Giá 11 triệu, màu vàng đẹp đẹp nha. Dạ, biển số đâu luôn hả chị? Chiếc này là biển số 64F1 64 nha, 64 á. Dạ. 08650. Dạ. Rồi qua bên đây là chiếc Attila màu trắng không chị? Đây là chiếc Attila FI. Chiếc này đời 2011. Chiếc này em đang để giá 10 triệu. Mua xe thì em có tặng nón, nhớt và bảo hiểm mà. Dạ. Còn bớt lọc lá cho anh em ở xa nữa. Được rồi, tới bên đây là chiếc Attila màu trắng luôn. Đây, đây là chiếc không có FI ha, giá để là 6 triệu 8. 6 triệu 8, biển số đâu hả chị? Biển số 51N4 6173. Dạ. Yeah. Còn qua bên đây là chiếc tay ga này là xe gì vậy chị? Chiếc này là chiếc SYM Cello. À, cái gì? Bunny gì á, đời 2011. Giá 10 triệu 500. 10 triệu 500, biển số đâu luôn chị? Biển số Sài Gòn 59K123453. Dạ. Rồi, rồi qua bên đây là chiếc Novo 5. Đây là chiếc một chiếc Novo 5 đang để giá 12 triệu. Dạ, 12 triệu, biển số đó là 60 Đồng Nai nha. 60 B619793.
Còn bên đây là Novo 5 luôn không chị? Đúng rồi, chiếc Novo 5 luôn, đời 2012. Thấp hơn chiếc cái bên đây. Dạ. Là đời 2012. Để giá 12 triệu luôn. 12 triệu. Dạ, đây là biển Bình Dương 61C1 25895 à. Dạ. Đây rồi, xuống tới hàng kế tiếp nha. Xe này là xe gì hả chị? Đây là một chiếc GZ mới về. GZ. Dạ. Xe GZ này mới về chưa có rửa luôn nha. GZ từ đời mấy vậy chị? À, cái này cũng không nhớ nữa. Bây giờ cứ quay đi rồi ai mà kết thì cứ alo cho em, tại vì xe mới về. Dạ. Dạ. Đất đỏ còn đầy luôn. Dạ, biển số nó là 93 mà. Dạ. Luôn. Xe này là điện về chị chưa biết giá, điện thoại về số điện thoại cửa hàng không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, rồi qua bên đây là chiếc Clit màu hồng. Đây số là 78 nha. Rồi xe chị đã giá là bao nhiêu chị? Chiếc này em đang để giá có 12 triệu thôi ạ. À. 12 triệu. Dạ. Cho một con chiếc Clit nha. Còn bên đây là AB. Chiếc AB. Biển số 66 Đồng Tháp luôn. AB đời 2017. Em đang để 27 triệu 500. 27 triệu 500. Đời mấy hả chị? Chiếc này đời 2017. Dạ. Xe chính chủ nha. 27, 27 triệu 500. Rồi qua bên đây là chiếc AB, AB đời mấy vậy chị? Đây là chiếc AB đời 2008, 2009 gì á. Lúc này là chưa có FI không chị? Chưa, xe chưa có FI. Dạ. Lên đầu tháng ha. Chiếc này em đang để giá 11 triệu ạ. Dạ, 11 triệu. Lên đầu tháng luôn hả chị? Dạ. Chiếc cái bên cũng lên đầu tháng rồi. AB biển số 70 luôn nè các bạn. Cái này em để 12 triệu 500. Này cũng chưa có FI luôn không chị? Đúng rồi, xe này chưa có FI. Dạ. AB. Rồi vô bên chiếc Vision. Biển số là 61. Vision này đời mấy vậy chị? Xe này là đời 23, em đang để giá 14 triệu thôi ạ. Dạ 14 triệu 23 nha. Màu đen. Rồi, rồi bên đây là xuống tới hàng dưới vậy chị. Này chiếc Charlie. Charlie nè. Charlie dành cho ai nhỏ nhỏ con nha. Xe dạ. 50. Charlie chị đã giá là bao nhiêu ạ? À? Chiếc này em đang để 10 triệu ạ. À. 10 triệu. Đây rồi. Cái bên đây chiếc là một chiếc Vespa GTS. Biển số là 70. Em đang để giá 36 triệu. Cái form này dành cho nam ha. Dạ. À, bộ bự. Dành này dành cho nam. Đây rồi chiếc Vespa màu trắng này chị. Đây là chiếc Vespa FI. Chiếc này em đang để giá 18 triệu. Đời 23. Đời 23 18 dạ. triệu không chị? Dạ đúng rồi, xe này dạ. FI. Còn keo ha. Dạ. Rồi qua tới chiếc Vespa màu đỏ nhám này đi chị. Là chiếc này là dán tem chùm nguyên con. Dán tem chùm hả chị? Biển 93M1. Dạ, chị đã giá là bao nhiêu ạ? Chiếc này em đang để 23 triệu ạ. 23 triệu. Dạ. Có bớt thêm lọc lá cho anh em ở xa ạ. Dạ. Rồi tôi có chiếc Vespa màu trắng này đi chị. Dạ, chiếc này là chiếc Vespa đời 2014, mẫu đèn vuông. Em đang để giá 22 triệu. Dạ, 22 triệu. Dạ. Biển số là 62 Long An nha. Vậy rồi qua tới chiếc Liberty nè chị. Liberty bữa trước là em đang để giá 29 triệu, giảm 2 triệu là còn 27, nhưng hôm nay em giảm thêm 1 triệu nữa là còn 26 triệu ạ. Dạ, 26. Dạ, tất cả các dòng Liberty hôm nay cửa hàng em giảm thêm 1 triệu nữa cho khách hàng ạ. Dạ. Vậy rồi mình hai chị em mình sẽ tới Liberty hàng dưới chị. Dạ. Liberty nhà mình còn nhiều hả chị? Dạ còn nhiều. Dạ. Liberty màu trắng với đời mấy vậy chị? Chiếc này đời 2014. Đời 2014. Dạ. Chiếc này biển 61B1 45908. Em đang để giá 17 triệu là giá đã giảm, mấy bữa báo giá đã giảm và bây giờ giảm thêm 1 triệu là còn 16 à. Dạ, 16 triệu. Rồi qua tới chiếc con Liberty màu đen nhám không chị? Dạ, sáng, màu ghi á. Hai chiếc luôn. Hai chiếc này bữa trước là đồng giá là
chiếc này 27. 27 này giảm 28 giảm 1 là còn 27, 27 giờ bữa nay giảm 1 nữa là còn 26 triệu nè. 26. Đời 2016 có tháng ABS luôn. Dạ. Bên đây là cũng vậy luôn hả chị? Cũng vậy, đời 2016 mà 28 bữa trước là báo 28 triệu, bây giờ giảm 1 triệu là còn 27 triệu. Dạ. Một chiếc là biển số Bình Dương và một chiếc biển số là 68 Kiên Giang nha. Rồi qua tới chiếc Liberty màu trắng bên trong đi chị. Cái bên đây là một chiếc Liberty đời 2012. Em đang để giá 14 triệu mà giảm 1 triệu nữa là còn 13. Dạ. Rồi qua tới chiếc Liberty màu bên trong luôn nha chị. Chiếc Liberty bên trong là đời 2011. 15 triệu mà giảm 1 triệu nữa là còn 14 triệu ạ. 14 triệu. Dạ rồi. Xuống tới hàng dưới chiếc có bán luôn không chị? Dạ, xe bán luôn. Nhưng mà chiếc này mới về. Chiếc Bandit. Dạ. Bandit này là đời mấy vậy chị? Sugar SX này đời mẫu nhỏ nhưng không nhớ đời bao nhiêu nữa. Rồi, bánh trước còn gai, còn đường chỉ giữa rất là nhiều luôn nha. Đó. Cái này thì anh em nào kết thì cứ alo cho em ha. Dạ. Một xe này chị chưa biết giá hả chị? Dạ chưa, xe mấy cái xe này mới về em chưa. Xe này ốc á còn mới nha. Chỗ trước còn gai nhiều nha. Giờ này là đời 2019. Đời cũng cao á. Đời 2019 chị. Dạ. Còn sáng rồi. Còn đen. Xe này đáng coi chạy bao nhiêu km nè. Xe chạy mới có 6.746 km nha các bạn. Lên Bình Dầu nè. Biển số nó là 48 chị. 48 xe 124412. Dạ. Cái bên đây là một chiếc Leaf ấy lộn, Dalim. Dalim hả chị? Dạ, đây là chiếc Dalim. Dạ. 125 phân khối em đang đời 1998 là đời cổ nha, Dalim cổ nha. Em đang để giá 14 triệu ạ. 14 triệu. Liền biển số 61 luôn nha. Bình Dương luôn. Đây là chiếc GZ 150. GZ 150. Đời xe đời mấy vậy chị? Xe hả? Đời cao quá. Không nhớ đời 18 hay 19 gì á. Đời 18, giờ đời 18. Chiếc này ai kết thì cứ alo cho em nha. Tại vì xe mới về á. Yeah. Em chưa có biết giá nữa. Yeah. Biển số là 93E1211182. Biển số 93 Bình Phước luôn. Yeah. Xe vừa về sáng nay. Bạn muốn thêm chi tiết thì liên hệ về số điện thoại để trên màn hình thì alo và số điện thoại gặp chủ nha. Để biết thêm chi tiết của giá xe nha. Ồ, hai chiếc đó không có bán hả chị? Có nhưng mà nó còn là chưa tới. Yeah. Còn đây là chiếc Sonic. Sonic này là nó sơn, biển số là 66, Bình Đồng Tháp luôn nha. Xe này chính chủ mới chạy được có 9.000 cây à. Lên không chị? Lên nhưng mà mình không. Rồi lên rồi. Xe này chạy là 2.598. Dạ, xe chạy mới có 2.000. 598 số chấm đó là số km nha. Xe đẹp lắm, xe như mới. Rồi xe chị để giá là bao nhiêu vậy? Chiếc này em đang để giá 50 triệu ạ. 50 triệu cho một chiếc Sonic biển số là 66 Đồng Tháp nha. Dạ. Sơn màu xanh lục bảo luôn nè. Nó như xe mới luôn. Sơn 3D luôn, bánh thì bánh 5 thì sơn màu xanh theo màu xe luôn. 50 triệu không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. 50 triệu. Để rồi qua tới chiếc Vespa này đi chị. Đây là chiếc Vespa. FI. Mẫu đèn vuông. Chiếc này em đang để giá 20 triệu ạ. 20 triệu. Trong chiếc Vespa nha, đèn vuông. Dạ rồi qua tới chiếc Future này đi chị. Dạ, đây là một chiếc Future. Bánh trăm thắng đẻ nha. Chiếc này anh đang để giá 9 triệu. 9 triệu. Biển số nó ở đâu chị nhớ không chị? Biển số hả?
biển số 60K2-0261. 60. Rồi qua tới chiếc Novo 4 này đi chị. Đây là một chiếc Novo 4. Từ đời mấy chị? Đời 209. Đời 209. Dạ. Giá nó là bao nhiêu hả chị? Giá 7 triệu ạ. Giá 7 triệu. Biển 59K129436 ạ. Dạ, biển số phố luôn. Rồi qua tới chiếc AB này đi chị. Đây là AB. Chiếc AB 7. Chiếc này em đang để giá 9 triệu, đời 207. 207. 9 triệu hả chị? Dạ, 9 triệu ạ. Dạ. Biển số nó là 54 thành phố luôn nha. Rồi qua tới chiếc này là chiếc gì hả chị? Dạ, đây là một chiếc Yamaha. Yamaha, xe này là xe gì hả chị? Em nghe thấy lạ quá à. Yamaha mà nó để là bút nha, BW gì á, nói dạ. Chung là không biết đâu. Xe chị để giá là 16 triệu không chị? Dạ 16 triệu ạ. Dạ. Kế đây là con Kimco FI, mẫu giống như là Vespa đi là rồi đó. Dạ, màu cam luôn. Dạ. Xe giá được là có 8 triệu hả chị? 8 triệu mà được sở hữu một chiếc FI nha. Dạ, mà biển số thành phố luôn. Dạ. Dạ rồi, hai chị em mình lên một cái tiếp đi chị. Dạ rồi, qua bên đây là chiếc quay này là quay S hả chị? Dạ, quay S. Biển 65 F12082. Dạ. Chiếc này em để giá 10 triệu ạ. Dạ 10 triệu. Biển số nào hả chị? Biển số 65 F1. Dạ. Dạ rồi, qua tới chiếc Asolo hả chị? Biển số là 65 G1 38000. Dạ. Chiếc này là em đang để giá 12 triệu. Dạ 12 triệu. Dạ rồi qua tới chiếc Ly này đi chị. Chiếc Ly này thì em đang để giá 13 triệu. Dạ nhiêu chứ chị? 13 triệu. Dạ 13 triệu, biển số là 63 rồi. Dạ rồi qua tới chiếc một Ly màu xám này đi chị. Biển số 70 là 1 luôn. Chiếc Ly này em cũng để giá 13 triệu. Ba chiếc này là đồng giá nhau. Dạ. Rồi qua tới chiếc Ly kế tiếp, Ly màu đỏ luôn. Số 95 Hậu Giang. Dạ, xe chị để giá bao nhiêu chứ chị? 13 triệu ạ, là 3 chiếc đồng giá 13 triệu luôn ạ. Dạ. Dạ. Rồi tới chiếc này là chiếc gì hả chị? Đây là một chiếc Kimco Money. Chiếc này là cái mẫu mã nó giống như Noya vậy á. Dạ. Dạ. Cái này em đang để giá 10 triệu. 10 triệu hả chị? 10 triệu giảm 1 triệu còn 9 triệu. Dạ. Để 9 triệu, để giá 9 triệu. Dạ. Bên đây là chiếc SH hả chị? Dạ, SHI. Vậy đời mấy hả chị? Đời 206. Chiếc này em để giá 43 triệu ạ. Dạ, 43 triệu cho một chiếc SHI luôn nha. Xe chính chủ. Dạ, chính chủ. Biển số 37 Nghệ An luôn. Thì còn qua bên đây là BCX, biển số 98. Chiếc này thì... 20 triệu hả chị? Dạ. Em đang để giá 20 triệu. Giờ đời của nó là 21. Ừ. Rồi, hai chị em lên kế tiếp. Hàng trên báo giá 135. Đây là quay ớt. Quay ớt này lên cái đèn T1 luôn, đèn trở sáng. Giờ quay ớt này chị giá là bao nhiêu hả chị? 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi hả chị? Dạ, biển số đâu luôn hả chị? Biển số Đồng Nai 60F1. Dạ, biển số 56033. Dạ rồi, qua bên đây là chiếc Sirius đời mấy vậy chị? Đây là chiếc Sirius đời 2012. Biển số 49B1. Em đang để giá 11 triệu 500 ạ. Dạ, 11 triệu 500. Biển số 49 hả chị? Dạ, đúng rồi. Dạ, qua bên đây là một chiếc 135. 135 này đời mấy vậy chị? Chiếc này là đời 212. Đời 212. Em đang để giá 19 triệu ạ. Dạ 19 triệu, em thay càng luôn. Dạ rồi qua bên kế tiếp là 135 luôn. Kế đây là một chiếc 50. Ủa, 50 hả chị? À, đây là 50, con khối dành gai chưa có bằng lái ha. Dạ. Chiếc này em để giá có 10 triệu thôi ạ. Dạ. Dành cho các bạn học sinh đi học không có bằng lái nha. Dạ. Cái
Đây là một chiếc S135 đời 22 luôn. Em đang để giá 18 triệu. Dạ 18 triệu. Rồi qua bên chiếc kế tiếp là S này luôn hả chị? Đây là chiếc S135 đời 2014. Dạ. Biển 47. Em đang để giá là 20 triệu ạ. 20 triệu. 20 triệu nha. Dạ, qua một cái tiếp là một chiếc S150 màu đỏ đen. Chiếc này là đời 2017, em đang để giá 27 triệu ạ. 27 triệu. Màu đỏ đen luôn, 27 triệu. Thì còn chiếc này là sơn ba đây không chị? À, cái này là dán tem chùm. Để dán tem chùm. À, dán tem chùm. Chiếc này em đang để giá 25 triệu. Cũng đời 27 luôn. Dạ, 25 triệu. Dạ. Rồi, quay lại cho các bạn xem hết cửa hàng này nha. 135 Sirius, Cup 3. Cup 3 là tây rồi rất là nhiều nha. Dạ, thì vừa rồi mình và chị chủ cửa hàng đã quay xe và báo giá đời xe cho các bạn xem rồi. Các bạn có nhu cầu mua xe nào thì liên hệ về số điện thoại trên màn hình thì sẽ gặp chỗ cửa hàng nha. Rồi mà Tết mình mua mình có tặng cho khách là nhớ bảo hiểm xe và gì nữa không chị? Nón nè và nhớ và bảo hiểm xe máy à. Dạ. Rồi các bạn có nhu cầu mua thì ở xa rồi lên thì có lọc lá đâu không chị? Dạ có ạ, anh em ở xa lên thì em có bớt lọc lá rồi. Dạ. Dạ thì vừa rồi mình và cô chủ đã báo giá xe và đợi xe cho các bạn xem nha. Các bạn có nhu cầu mua xe nào thì liên hệ số điện thoại cho màn hình nha. Rồi thì hai chị em mình cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo nha. Dạ xin chào ạ.